Ngày 23 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đã có buổi làm việc tại huyện Mộc Hóa về tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Trên địa bàn huyện hiện có 175 hộ chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích đào ao đạt gần 280 ha, diện tích ao thả nuôi hơn 167,40 ha. Phần diện tích còn lại, ao lắng xử lý nước, ao chứa chất thải trên 109 ha. Tính từ thời điểm đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 73 trường hợp người dân cải tạo ao cũ và đào ao để nuôi tôm thẻ chân trắng với tổng diện tích gần 105 ha. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã ban hành 89 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển mục đích trái phép sang nuôi trồng thủy sản với tổng số tiền xử phạt trên 900 triệu đồng, buộc khôi phục lại hiện trạng theo quy định. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện rà soát diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn, quyết liệt xử lý dứt điểm các diện tích tự phát nuôi không theo quy hoạch và không đúng mục đích sử dụng đất, không để gia tăng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn trong thời gian tới. Tiến hành đánh giá dùng quy hoạch vật nuôi cây trồng trên địa bàn để chuyển đổi cây trồng vật nuôi hiệu quả kinh tế cao, không ảnh hưởng đến thổ nhưỡng và môi trường. Giám sát việc chấp hành pháp luật của các hộ nuôi tôm thẻ tại các địa phương đang phát sinh diện tích, đồng thời phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện xử lý các trường hợp vi phạm.